Đã từ lâu, lễ Giáng sinh hay còn gọi là lễ Noel không còn gói gọn trong đời sống tinh thần của người dân theo đạo Thiên Chúa, Tin Lành, mà đã là ngày lễ vui chung của người dân. Đây là dịp để mọi người, mọi nhà gặp gỡ, chúc tụng và chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp. Cũng chính vì thế mà tối qua, 24 tháng 12, không khí đón Giáng sinh tươi vui rộn rã tràn ngập khắp các nẻo đường, góc phố trên địa bàn tỉnh, bất chấp cơn mưa diễn ra vào cuối giờ chiều. Ghi nhận về không khí đón Noel tại các địa phương sẽ mở đầu phần thông tin địa phương hôm nay. Thành phố Vũng Tàu là một trong những địa phương có đông đồng bào theo đạo Công giáo với hơn 26.000 người, chiếm khoảng 10,4% dân số. Từ cách đây nửa tháng, không khí Noel đã tràn ngập các tuyến đường góc phố của Vũng Tàu. Cơn mưa cuối giờ chiều vô tình đã góp phần làm không khí của phố biển trở nên mát mẻ dễ chịu để người dân xuống đường vui đón Giáng sinh. Vào khoảng 20 giờ tối qua, người dân thành phố tập trung đông đúc ở khu vực xung quanh các nhà thờ trung tâm. Như mọi năm, nhà thờ lớn Vũng Tàu luôn là điểm đến ưu tiên của người dân và du khách, bởi đây là nhà thờ có lịch sử lâu đời và đây cũng là địa điểm có nhiều tiểu cảnh đẹp để chụp hình lưu niệm. Nổi bật tại nhà thờ lớn Vũng Tàu năm nay là hai cây thông Noel, mỗi cây cao 7m, đường kính rộng 4m, được trang trí rực rỡ sắc màu. Còn nhà thờ Đức Mẹ Bảy Dâu gây ấn tượng khi lối vào cổng chính được trang trí nổi bật với hàng ngàn đèn LED, đèn màu tỏa sáng, những tiểu cảnh mô phỏng hoàn cảnh Chúa Giêsu ra đời, những con lạc đà khổng lồ. Những tiểu cảnh về Noel làm cho phố biển Vũng Tàu thêm lộng lẫy quyến rũ, góp phần thu hút và níu chân du khách trong những ngày lễ Noel và Tết Dương lịch 2019. Hòa trong không khí Giáng sinh và đón chào năm mới, nhiều nhà hàng, khách sạn tổ chức biểu diễn âm nhạc ngoài trời để phục vụ du khách. Không gian thành phố về đêm vì vậy càng trở nên lãng mạn và bay bổng. Hàng năm là mình đều đi ra ngoài, đưa người thân, bạn bè đi đến những cái nơi như là nhà thờ này để mà thưởng thức cái không khí Noel. Mặc dù là mình không theo đạo Thiên Chúa, nhưng mà mình thấy rằng là cái việc mà mình đi ra ngoài như vậy thì để mình hiểu hơn về cái cuộc sống, về cái nét sinh hoạt văn hóa của những người theo đạo. Thì mình thấy mỗi một năm thì có một cái nét đẹp riêng trong việc trang trí. Mình và gia đình thì cũng thường xuyên đưa các bé đi đến những cái dịp lễ Giáng sinh như thế này. Thấy có những cái hoạt động vui chơi rồi nó rất bổ ích cho các bé. Từ lâu Giáng sinh không còn gói gọn trong đời sống tinh thần của người dân theo đạo Thiên Chúa Tin Lành mà đã trở thành dịp để tất cả mọi người gặp gỡ cùng vui chơi giải trí, tận hưởng không khí ấm áp hạnh phúc vào những ngày cuối năm và mở rộng lòng mình để đón chào một năm mới nhiều tin yêu hy vọng.